Còn bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên mục Sống Khỏe. Yến Nhi nè, Yến Nhi có bí quyết gì mà Vũ Thái thấy lúc nào Yến Nhi cũng xuất hiện với một cái trạng thái rất là tươi tắn, xinh đẹp? Có bí quyết gì không? Dĩ nhiên là mình phải bắt đầu một ngày mới với một cái tâm trạng thật là lạc quan, một tinh thần sảng khoái thì chắc chắn là sẽ thể hiện lên gương mặt của mình một cái nét tươi trẻ, thoải mái, đúng không nè? Nhưng mà đâu phải con người chúng ta lúc nào cũng vui vẻ đâu. Thì đúng như vậy, cho nên là mình phải tự tạo cho mình những cái cảm giác như vậy để mình giúp cho một cái ngày mới làm việc của mình được suôn sẻ hơn. Và sau đây là những bí quyết. Đầu tiên là bí quyết để cho ánh sáng vào phòng. Yến Nhi có đồng ý với Út Thái là khi mà chúng ta ngủ á, phòng chúng ta tối thì dễ ngủ hơn, đúng không? Nhưng mà khi thức dậy á, điều đó làm chúng ta khó thức dậy hơn. Đúng rồi. Vì vậy khi mà thức dậy chúng ta phải mở toang cánh cửa đón ánh nắng mặt trời, khí trời, làm cho chúng ta sẽ cảm thấy tỉnh táo hơn. Và khi đến phòng làm việc cũng vậy nữa, và phải chắc chắn rằng đủ ánh sáng cho căn phòng đó. Và có một bí quyết nữa là chúng ta nên sử dụng dầu thơm. Dầu thơm ở đây là gì? Khi mà chúng ta thức dậy thì thường thường là mình nên có một cái nến sẵn ở trong phòng rồi, thì mình sẽ bật hột quẹt để mà châm cái nến đó, để cái mùi thơm nó lan tỏa trong phòng. Chẳng hạn như những cái mùi chanh nè, hoặc là mùi xả, một cái tinh dầu rất là nhẹ nhàng. Hoặc là chúng ta có thể dùng nước xịt phòng cũng được, để giúp cho cái căn phòng, không gian của mình nó được thơm mát, dễ chịu, để lấy cái tinh thần. Và sau khi mà chúng ta làm những cái việc vệ sinh cá nhân xong thì chúng ta cũng nên xịt một chút xíu dầu thơm lên cơ thể, để giúp cho chúng ta có một tinh thần sảng khoái, rồi nở một nụ cười trước khi bước ra khỏi nhà, thì chắc chắn là sẽ làm cho chúng ta có một ngày mới thật là vui vẻ.